Thưa đồng chí và quý vị đại biểu, có thể hôm nay thì chính phủ rất là vui mừng được đón tất cả các vị đại biểu, các bộ ngành, các cơ quan, các chức năng và đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cũng là một thành phần kinh tế để phát triển kinh tế Việt Nam. Tên gọi chung là doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, đúng cách đây 41 năm, cũng vào thời điểm này, trong ngày mai, thì đoàn quân giải phóng đã tiến vào đây để giải phóng đất nước, thống nhất tổ quốc. Hôm nay ta họp tại địa điểm này sẽ có một ý nghĩa rất lớn, vì có được ngày hôm nay, biết bao nhiêu đồng bào chiến sĩ chúng ta, hàng triệu người đã hy sinh để giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Và Bác Hồ chúng ta đã nhiều lần nói, thống đất đất nước, ta đã xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn gấp 10 lần ngày nay. Đó là mong mỏi của Tổ quốc, của đất nước, của Bác Hồ. Ai xây dựng đất nước? Toàn dân, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta. Nhưng mà đi đầu, tiên phong vẫn là đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp giải phóng, giải quyết việc làm, doanh nghiệp tạo GDP, doanh nghiệp góp phần thu rất quan trọng và doanh nghiệp góp phần xuất khẩu quan trọng. Cái người tiên phong đó phải được quan tâm, phải được lắng nghe, được tháo gỡ để tạo điều kiện phát triển, để đóng góp xây dựng đất nước. Trong quá trình phát triển của sự kiện đổi mới 30 năm, chúng ta có những bước tiến bộ nhiều mặt, trong đó có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Sự thành công của sự nghiệp đổi mới có thể đóng góp quan trọng trực tiếp của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, của các mọi thành phần kinh tế. Bên cạnh sự phát triển đó, chúng ta thấy còn có nhiều rào cản, nhiều trở lực mà đáng lẽ ra phải phát triển tốt hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Nhận thức được điều này, Đảng, Nhà nước chúng ta đã ban hành nhiều chính sách, nhiều luật pháp để tháo gỡ. Nhưng trong thực tiễn, chúng ta làm chưa được nhiều, rào cản vẫn còn lớn trong việc phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, nhận thức được vai trò quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam, chính phủ chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt này để lắng nghe, để trực tiếp tháo gỡ cùng với các bạn để xây dựng đất nước chúng ta. Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị cuộc gặp lần này phải thực chất có ích cho Tổ quốc và có ích cho doanh nghiệp. Thực chất tức là tránh bệnh hình thức trong gặp gỡ. Gặp không chỉ để nghe mà phải tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển một cách thực sự. Chính phủ do dân, vì dân phải lắng nghe những người tiên phong trong phát triển này. Sau khi nghe vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, các ngành sẽ phát biểu quan điểm rõ ràng trong mục tiêu giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện ở doanh nghiệp. Một điều vui mừng, chúng tôi không có nhảy họp chính phủ hôm nay, nhưng phần lớn, tuyệt đại phần các thành viên chính phủ đều có mặt đông đủ. Đặc biệt, có các cơ quan tư pháp, có cơ quan quốc hội đều có mặt ngày hôm nay. Những lực lượng này sẽ trực tiếp tháo gỡ cùng với quan hành pháp trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp nói riêng. Tinh thần của chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là thực hiện đúng hiến pháp,
đổi mới sự lãnh đạo. Đổi mới là ông phải bỏ những cái cũ lạc hậu đi để áp dụng cái mới, nhất là thông lệ quốc tế để phát triển. Ý như vậy. Chính phủ và các quan hành pháp, các cái quan chức năng của đảng nhà nước chúng ta bảo vệ quyền tài sản, bảo vệ quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của công dân. Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài mang thương hiệu, người ta gọi hay gọi là Made in Việt Nam. Đất nước mình đã đùng như vậy, giải phóng dân tộc giỏi như vậy, tại sao lại không thể xuất khẩu lớn được? Chính vì vậy, phải tháo gỡ mọi rào cản. Rào cản lớn lắm, tí chúng ta khai nghe. Đặc biệt là chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Và tinh thần lớn nhất, không hình sự hóa các quan hệ hành chính và kinh tế. Tôi nói một số ý khác nữa, nhưng mà để kết luận nó cụ thể hơn và thảo luận sau nó cụ thể hơn. Những cái tinh thần lớn như thế. Và cái tinh thần thứ hai, doanh nghiệp của chúng ta phải làm sao? Một tự hào dân tộc nào? Thực hiện pháp luật làm sao? Liêm chính kinh doanh thế nào? Văn hóa doanh nghiệp thế nào? Lợi ích của mình và lợi ích cộng đồng làm sao? Nhất là bảo vệ môi trường, vân vân. Chính vì vậy, tại hội nghị này, tôi đề nghị quý vị đại biểu trong phát biểu của mình thẳng thắn, cởi mở, chân thực. Và điều đặc biệt hôm nay thì chúng tôi định mời có 5 năm thôi. Nhưng mà tại hội trường bây giờ lên 1.000 người rồi. Chắc chắn là nhiều vị không có chỗ ngồi quá, phải thông cảm cho. Còn cái đầu cầu khác của các địa phương nữa, mỗi đợt vài trăm người nữa, thì hội nghị đã đến trên 10.000 người, mà chủ yếu là doanh nghiệp. Cho nên phải phát biểu ngắn gọn, tối đa trừ báo cáo của ông Vũ Tiến Lộc là có thể dài hơn gấp đôi cái thời gian này. Còn tất cả quý vị đại biểu thì nên 7 phút là tối đa để dành cho nhiều đại biểu khác được nói. Các bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan liên quan theo tinh thần đổi mới sẽ phát biểu theo tinh thần gì? Đúng luật doanh nghiệp, đúng luật đầu tư, cùng tháo gỡ, cùng đồng hành doanh nghiệp. Chứ phải lên đây chúng ta phát biểu chuyện cũ, không phải quyền anh, quyền tôi, mà làm sao cho sản xuất phát triển, kinh doanh phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động. Đổi mới là rõ không? Tôi xin nói lại là chính phủ, quốc hội và đảng chúng ta đã có một tiến bộ rất lớn để trình quốc hội ban hành hai cái luật mới này. Tinh thần là tháo rào cản để phát triển. Chúng ta phát biểu kết quả đó. Tôi đã trao đổi với nhiều đồng chí lãnh đạo bộ trưởng ở đây. Đồng chí đều phát biểu tinh thần đó. Kết quả của hội nghị phải tạo ra một niềm tin cho doanh nghiệp vào hệ thống cơ quan nhà nước. Tạo một niềm tin xã hội, một niềm tin thị trường mới, niềm tin một chế độ tốt đẹp. Để mọi người hăng hái bắt tay vào lao động sản xuất kinh doanh tốt hơn, nhanh hơn, nhiều hơn, hội nhập quốc tế vững vàng hơn. Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng hội nghị sẽ khởi đầu một giai đoạn mới trong đối thoại, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và chính phủ. Sự sẵn thắng, sự cầu thị và chân thành sẽ là phương châm xuyên suốt nhất quán tại đối thoại hôm nay, cũng như tại nhiều đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra giữa các cấp chính quyền ở mọi tỉnh thành và các bộ ngành, để mục tiêu lớn nhất là doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt nhất. Trên tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị này, xin chúc hội nghị của chúng ta thành công, tốt đẹp. Bây giờ đồng chí Vũ Tiến Lộc, thay mặt các cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chủ tịch sẽ lên phát biểu
tổng hợp những vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hiện nay. Mời ông Nguyễn Đức Lộc. Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa các đồng chí Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, thưa các nhà doanh nghiệp, thưa các đồng chí và các quý vị. Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, tôi xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao trọng trách Thủ tướng Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở vào một giai đoạn hệ trọng trong lịch sử phát triển của đất nước. Chúc mừng các cộng sự của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng đã có mặt tại hội nghị này. Đây là cuộc gặp giữa đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp và là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên với tất cả các tỉnh thành và có sự tham gia đông đảo nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí thành viên Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Thủ tướng, Chính phủ trong nhiệm kỳ tới sẽ là một Chính phủ vì dân, một Chính phủ hành động và quyết tâm đổi mới. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn Thủ tướng đã quyết định gặp gỡ doanh nghiệp như một hoạt động đầu tiên của Chính phủ và cảm ơn những phát biểu khai mạc rất xúc động, đầy tâm huyết và có sức cổ vũ động viên to lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Kính thưa Thủ tướng, kính thưa các đồng chí và các quý vị, trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây, kể từ khi có luật doanh nghiệp, nước ta đã có 941.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, cả nước có 513.000 doanh nghiệp còn hoạt động, chiếm 54,5%, 428.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể vì nhiều lý do khác nhau, chiếm 45,5%. Dẫu biết rằng các doanh nghiệp ngừng hoạt động hay giải thể là lẽ tự nhiên trong một nền kinh tế thị trường, nhưng điều đáng nói ở đây là khoảng một nửa số doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể nói trên diễn ra chỉ trong giai đoạn 3 năm gần đây và vẫn đang có xu hướng gia tăng. Riêng trong năm 2015, 80.000 doanh nghiệp đã phải rời khỏi thị trường và quý 1 năm 2016 tiếp tục có gần 23.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cũng cho thấy bức tranh không mấy lạc quan.